3 giờ chiều, công trường thi công chỉ còn đống đổ nát. Những nạn nhân bị tử vong lần lượt được đưa ra khỏi công trường. 2 người, rồi đến 8 người. Những người bị thương được đưa đi cấp cứu. Em thấy cái nguyên một ệ tuần nó xuống này là người tôi hết biết rồi. Nó đè không có cửa quậy gì đâu. Thế tôi nằm tôi suy nghĩ nói thôi cuộc đời mình tới đây rồi hết rồi. Thấy nó ngã luôn, tôi không biết nữa, ngờ bất ngờ đó. Nó ngã xuống vậy luôn đó là mà mấy người ngã xuống luôn chứ biết đường nào đâu. Vỡ đầu, mặt mày sưng húp và tụ máu. Đó là tình cảnh của anh Đặng Văn Tặng sau vụ tai nạn và đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất. Và theo anh, nếu có bảo hộ thì có thể anh không bị thương nặng thế này. Nói chung thì nếu như mà gặp có cái nón á, thì chắc cái đầu anh nó ngoài sau này không bể mấy giống như vậy. Ví dụ cho cái này nó cài xuống là mình công nhận là hợp lý đi. Mà nếu mà có cái nón thì chắc nó không bể hai chỗ ở ngoài sau. Theo các nạn nhân, hầu hết là họ là lao động tự do. Người lâu thì vào đây 3 tháng, mới nhất chỉ khoảng 10 ngày. Hầu hết họ được nhà thầu thi công công trình thuê thỏa thuận và không có hợp đồng lao động. Không có hợp đồng, xin việc đây. Cứ xin việc là mọi người nhận làm. 14 ca cấp cứu, trong đó có 7 ca nặng, 3 ca bị chấn thương nặng kèm hoảng loạn vì vào vùng đầu. 2 bệnh nhân bị gãy đốt sống thắt lưng, 1 gãy xương đòn. Có 3 ca đáng lo ngại là ca mà chấn thương ngực, bụng và chấn thương thương đầu. Lúc đầu vào thì một số bệnh nhân thì có cái trạng thái cũng hơi hoảng loạn do cái chấn thương ban đầu. Không bảo hộ, không đảm bảo an toàn, nhiều người còn không rõ ai thuê mình làm tại công trình. Tấm biển an toàn là trên hết, được làm rất lớn, nhưng có lẽ chỉ là khẩu hiệu để treo phía ngoài công trình mà thôi.